Sáng ngày 25 tháng 1, Cơ quan Dân đảng huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, các ban xây dựng đảng huyện ủy. Hội nghị do đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan chủ trì. Năm 2023, Đảng ủy Cơ quan Dân đảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên, chủ động xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ nhằm chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được kết quả. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, việc quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở có nhiều bước chuyển biến rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở, đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền như xây dựng thành phóng sự, video, góp phần làm cho việc tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết chỉ thị dễ hiểu, dễ nhớ, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Chi bộ các tổ chức chính trị xã hội huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực huyện ủy về công tác xây dựng đảng, công tác tham mưu tổng hợp, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các nhiệm vụ được giao. Đối với công tác công đoàn, trong năm 2023, Công đoàn Cơ quan Dân đảng tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tạo được sự đồng thuận cao trong đoàn viên, thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Cơ quan Dân đảng huyện ủy quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, tập trung cao nhất trong công tác tham mưu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, triển khai đồng bộ linh hoạt sáng tạo các biện pháp phù hợp trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuyên môn theo sự chỉ đạo hướng dẫn của ngành giáo cấp trên của huyện ủy giao, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp đến cán bộ đảng viên trong đảng bộ, đẩy mạnh học tập làm theo gương Bác, chỉ đạo thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, chế độ tự phê bình và phê bình trong đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ đạo đánh giá, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, ghi vào sổ đảng viên tiêu biểu để kịp thời động viên khen thưởng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Cơ quan Dân đảng đạt được trong năm qua, cũng như chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm về đích chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24, có nhiều việc phải tập trung chỉ đạo. Với tinh thần quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn thì mới có thể hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đại hội đảng bộ 23 đề ra. Do đó, cần tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ tỉnh giao, khắc phục những hạn chế yếu kém đề ra trong hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Tham mưu thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Tiếp tục kêu gọi hoàn thành các thủ tục xây dựng các chương trình dự án, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tiếp tục nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong công tác xây dựng đảng, cần triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của đảng, mở lớp nguồn, rà soát lại quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát, tổ chức tốt đại hội Mặt trận Tổ quốc, đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên, nỗ lực quyết liệt trong công việc vì mục tiêu lợi ích chung, vì truyền thống và sự phát triển nhanh bền vững của Đảng bộ nói riêng và của huyện nhà nói chung. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Bí thư huyện ủy chúc cán bộ Cơ quan Dân đảng đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe, tiết kiệm, năm mới thắng lợi mới. Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024, ký giao ước thi đua giữa các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.